nhưng nổi tiếng hơn cả, thậm chí đã trở thành huyền thoại, là nickname Hà Nội Hana. Về cái tên này, bà Ngọ lý giải, Hana chỉ là một cái tên phụ nữ Mỹ thông dụng. Lính Mỹ gọi tôi như thế có lẽ cho thân quen. Tôi cũng đoán sự chơi chữ của lính Mỹ, VC là Việt Cộng, họ cũng gọi là Victor Charlie. Jane Fonda sang Việt Nam cũng được gọi là Hà Nội Jane. Bản tin của tôi phát đi từ Hà Nội nên gọi là Hana Hà Nội cho dễ nhớ. Sau này ngay cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi gặp cũng gọi tôi là Hana Hà Nội. Hàng ngày, Hà Nội Hana phát nhạc John Baez hay Bob Dylan, đọc danh sách lính Mỹ thiệt mạng và đưa tin từ báo chí Mỹ về phong trào phản đối cuộc chiến ở Việt Nam. Chương trình phát thanh của bà Trịnh Thị Ngọ là sự kết hợp giữa âm nhạc Mỹ, thông điệp cùng thanh âm quen thuộc gửi đến những quân nhân Mỹ tin rằng cuộc chiến này là ngày tận thế và họ không quan tâm đến việc đang nghe ai nói. Radio Hà Nội hay lực lượng vũ trang Mỹ. Những câu chuyện mà bà Ngọ truyền tải cũng rất gần gũi với họ. Bà tìm hiểu những chuyện thường ngày ở đất nước Mỹ, chuyện gia đình của những người lính. Các thông tin mà bà Trịnh Thị Ngọ đọc chủ yếu được lấy từ các báo Sao và Vạch của quân đội Mỹ. Ngoài ra, bà Trịnh Thị Ngọ cũng cẩn thận thu thập, ghi chép các nguồn báo nước ngoài. Sự thu hút bản tin đối với lính Mỹ không chỉ bởi nội dung thông tin mà còn bởi phần nhiều từ giọng đọc của bà. Bà kể về tâm sự của người lính Việt sau cuộc chiến, của những người phụ nữ Việt Nam có chồng ở ngoài mặt trận. Con số thương vong của lính Mỹ, tình hình chiến trận cũng được bà cập nhật mỗi ngày. Thậm chí, Thu Hương còn gửi lời chúc sinh nhật muộn tới một người lính Mỹ ngay cả khi anh ta đã chết. How are you, G.I. Joe? It seems to me that most of you are poorly informed about the going of the war, to say nothing about a correct explanation of your presence over here. Nothing is more confused than to be ordered into a war to die or to be maimed for life without the faintest idea of what's going on. Nguyên tắc đọc tin mà bà Ngọ đã đặt ra cho mình là phải thuyết phục, không quá thân mật nhưng cũng không quá cứng rắn. Mọi từ ngữ đều được lựa chọn một cách kỹ lưỡng trước khi sử dụng. Mục đích của bà lúc đó là làm sao để phát huy được hết sức mạnh của lời nói. Vậy nên phải thể hiện sao cho giọng của mình vừa nhỏ nhẹ nhưng cũng rất kiên quyết, vừa mềm mại nhưng phải rất cứng rắn, nhưng không được uốn éo. Mỗi chương trình, câu chuyện nhỏ nói với binh sĩ Mỹ được phát đi qua giọng đọc đầy ma lực, cực kỳ lôi cuốn của nữ phát thanh viên Ngọ là nỗi ám ảnh của binh sĩ Mỹ thời đó. Họ ám ảnh tới mức đã thốt lên rằng: Hana, người là đấng tiên tri hay là mụ phù thủy hay là quỷ sứ? Vì chỉ dùng giọng nói thôi mà xâm nhập được vào trí óc, cảm xúc của những người lính, những tưởng đã chai sạn trong chiến trường. Người đàn bà sở hữu một giọng nói mà họ vừa căm ghét, vừa nhung nhớ, vừa sợ hãi nhưng vẫn không thể không nghe. Không ít người lính Mỹ sau những lần nghe những buổi trò chuyện với lính Mỹ của bà phát trên đài tiếng nói Việt Nam đã tìm mọi cách để chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa và tìm cơ hội để trở về quê hương. Bà Trịnh Thị Ngọ đã phải khổ luyện rất nhiều để có được một giọng đọc tiếng Anh chuẩn xác, trẻ trung và lưu loát đến vậy. Quan trọng hơn cả, theo bà, chính là việc phải gạt đi mọi lo toan để có thể thực sự được trò chuyện với những người lính Mỹ bằng tất cả niềm tin mãnh liệt của mình và sự toàn thắng của dân tộc. Bà kể lại rằng có lần quân địch ném bom ở Khâm Thiên, cửa kính rung lên từng đợt, nhưng bà không sợ mà giọng nói khi ấy càng đanh thép, càng ngọt ngào hơn. Với bà, tất cả những điều đó đều hướng đến một mục tiêu chung cao quý và vĩ đại. Đó chính là sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong ngày vui của toàn dân tộc ấy, bà Trịnh Thị Ngọ vinh dự là người được đọc trực tiếp tin chiến thắng bằng tiếng Anh, báo với toàn thế giới rằng Sài Gòn đã được giải phóng, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập, thống nhất. Giọng nói của bà Trịnh Thị Ngọ khiến không ít binh lính Mỹ cảm thấy vừa thích thú vừa sợ hãi. Tổng thống Mỹ Kennedy khi đó đã nói, Việt Cộng đã dùng một giọng nói đàn bà quyến rũ để làm lung lay tinh thần quân đội Mỹ ở Việt Nam. Bộ Tư lệnh Viễn chinh quân đội Mỹ từng cấm binh sĩ ở Hạm đội 7, binh sĩ ở Thái Lan cũng như ở miền Nam Việt Nam không được nghe chương trình của Hà Nội Hana. Chiến tranh kết thúc, chương trình cũng kết thúc, nhưng rất nhiều nhà báo Mỹ vẫn tìm đến Việt Nam để hỏi chuyện bà. Rất nhiều cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu ở Việt Nam vẫn giữ những bản thu của những buổi phát thanh của bà. Ngày 30